trước đây đến giờ thì Ngọc chỉ coi ca hát như là một cái niềm đam mê của mình thôi. Ngoài những cái hình ảnh của Ngọc từ trên báo chí, nghĩ rằng đây là một cái hình ảnh hoàn toàn mới khi mà mình đã thử sức với công việc ca hát. Cá nhân Ngọc thì nghĩ rằng là một cái người mình cảm thấy là gần với mình nhất chính là anh Dương Triệu Vũ. Hát thì hay này, nhảy thì đẹp này, lại còn ăn mặc đẹp nữa. Ngọc nghĩ rằng là chẳng có lý do gì để Ngọc không chọn anh Vũ cả. Đây là một cái công việc hoàn toàn mới đối với Ngọc và Ngọc vẫn hơi lo sợ, vẫn hơi run rẩy một tí. Trước giờ chưa quen đứng giữa đám đông nhiều như thế, hò hét cổ vũ và đứng trước cả ban giám khảo chị Thanh Hà và anh Đàm Vĩnh Hưng nữa. Cả mình cũng như nhiều các bạn khác nữa thì là phải đấu tranh để giành được cái người gọi là nổi trội nhất của nhóm, thì mình nghĩ rằng đấy là một cái điều mà hơi xui cho mình khi mà mình có trong team của anh Dương Triệu Vũ. Nhờ như vậy mình sẽ cố gắng hơn nhiều và mình sẽ có được lượng fan ủng hộ mình cũng như là ban giám khảo sẽ thấy rằng là mình đã cố gắng rất là nhiều. Âm thanh cuộc sống đã nói bên ly cà phê, người khen người chê với nhau họ nói về nhau, làm sao thoát ra tìm chút bình yên. Nắng mai đang về góc phố quen tôi hay ngồi lắng nghe xem nào. Thì ra họ nói về tôi, chẳng muốn nghe gì cả một phút giây yên lặng. Tránh xa đây nào, một mình tôi giữa đất xuân sao. Nhìn sang ngoài kia mà xem họ đang lừa dối nhau. Nhìn sang ngoài kia mà xem hơn thua nhau chỉ vài ba câu. Nhìn sang ngoài kia mà xem do đó rồi xét nhau. Mặc tôi chỉ muốn sống với chỉ mình thôi. Chán chán từ ngày dài thật quá chán ngán, nết nhoài suy tư lời khen lời chê lời phán xét, lòng vòng quanh co lòng ngần chẳng muốn bước tiếp, hoài hoài nghi nghi vì ta chẳng muốn u sầu. Hãy nói với tôi một lời, chớ dối dằn nhau một đời, đã hứa bên nhau trọn đời mà sao giờ chỉ riêng mình tôi. Để mỗi sớm mai tôi về rồi cha đơn đau ê chê, chẳng hết lối tôi đi về và tôi chỉ ước mong về thôi. Cho tôi xin một giây phút thôi để tôi được lắng nghe người, xin cho một lần nữa thôi để tôi được hát lên, xin cho một lần cuối thôi để tôi được thấy môi cười, xin cho đời đừng dối nhau để không phải đớn đau. Giây phút thôi để tôi được lắng nghe người, xin cho một lần nữa thôi để tôi được hát lên, xin cho một lần cuối thôi để tôi được thấy môi cười, xin cho đời đừng dối nhau để không phải đớn đau. Cho tôi xin một giây phút thôi để tôi được lắng nghe người, xin cho một lần nữa thôi để tôi được hát lên, xin cho một lần cuối thôi để tôi được thấy môi cười, xin cho đời đừng dối nhau để không phải đớn đau. Để không phải đớn đau. Để không phải đớn đau. Tiết mục này cũng Vân thấy nãy giờ là làm cho mình sôi nổi sân khấu lên, và các bạn dàn dựng tiết mục này rất là tốt, làm cho cả hội trường nóng lên. Dương Triệu Vũ là hỗ trợ đắc lực cho tiết mục này rất là nhiều, vừa hình thức và giọng hát luôn. Xin được chúc mừng tiết mục của các bạn. Có một điều anh dặn với Ngọc thôi, Vũ là một người hát rất là nội lực, anh để ý cái micro anh Vũ lúc nào cũng sát miệng hết, còn em là stylist không quen với ca hát, phải để ý những cái điểm đó, để micro sát miệng để cho nó cái lực nó cân bằng với cái huấn luyện viên của mình, nên mình bị lép vế ngay. Đó là kinh nghiệm anh chỉ cho em. Chúc mừng tiết mục này. Ra xin mời chị Thanh Hà.
từ đầu bài đến cuối bài là chị chỉ muốn đứng lên nhảy, mà tại cái áo này nó hơi rườm rà, chị sợ không ai đỡ mình nữa. Chị rất là thích từ ngoại hình ha, rồi mắt kính rồi đeo, và cái các bạn gọi là năng động chiếm lĩnh hết cái sân khấu này. Thanh Hà rất là thích tiết mục này. I love it. Chị có thể cho điểm bây giờ luôn được không? Dạ được ạ. Xin mời phần chấm điểm của ban giám khảo ạ. 10 điểm. Anh nào Huỳnh Hưng ạ? Hưng còn một chút yêu cầu nhỏ nữa thôi. 9.5. 9.5. Và cuối cùng là chị Cẩm Vân. 9.5 hay 10 đây? Có thể là bạn stylist này hát yếu hơn một xíu, nhưng mà một cặp này rất ăn ý với nhau. Cẩm Vân cho 10 điểm. Xin cho phép em nói một đôi lời về cái thí sinh này. Thí sinh này là người mà làm cho em mệt mỏi nhất. Chị hiểu tại sao không? Tại vì bạn này có một cái bệnh là không thuộc lời được. Tức là một bài hát phải học gần một tháng trời mới thuộc. Cho nên là em rất là đau tim. Bữa giờ và hồi nãy em lên chỉ có cầu nguyện là cầu nguyện sao bạn thuộc lời thôi, là mọi thứ sẽ ok hết. Nhưng mà về trang phục tất cả mọi thứ là bạn tự chuẩn bị hết. Cho nên Vũ cảm thấy rất là yên tâm về cái thí sinh này. Mỗi một người có một cái sở trường rất là riêng. Nhiều khán giả ngạc nhiên, ủa tại sao mình có thể thuộc mấy chục bài hay vậy, thấy không, nắm 60 bài hát một đêm vậy. Thì người ta cũng vậy, người ta có thể làm những điều khác mà mình không bao giờ làm được, đúng không Ngọc ha? Đây như cái áo này tự làm luôn. Mà chị vẫn thấy là hôm nay là em làm rất là tốt đó. Nhưng mà cho phép chị hỏi cái này là cái trang phục của Vũ thì ai lo? Dạ trang phục của em là em lo. Ồ, vậy à? Chị lại tưởng hát với người này mà được người này làm trang phục cho em nữa. Thì thôi, chị xin hát với em. Bạn này căng quá rồi em chị không dám. Chị xin hát với em. Em không dám làm chi phối gì hết. Em cảm ơn các anh chị rất là nhiều và cảm ơn các bạn đang có ở khán phòng này. Cảm ơn các bạn đã cổ vũ Ngọc.